chúng ta nhìn qua cái chung cư ngày xưa nè. Ở dưới thì bán trà sữa, cà phê. Vẫn như ngày nào cái hình ảnh này. Về khách sạn, chúng ta bắt đầu đi đến thông tin về khách sạn nha. Đầu tiên chúng ta thấy đó là khách sạn 5 sao Pullman, nằm ở vị trí cây xăng ngày xưa. Khách sạn Xuân Đan thì khách sạn này thường thôi, không phải là mấy sao hết. Thì cái view của nó sẽ nhìn ra cái bùng binh Nguyễn Cư Trinh. Ở đây cũng có một khách sạn nữa, khách sạn Phương Anh Anh. Phương Anh Anh một đêm là 350.000. Những khách sạn này cũng thường thôi. Vào cái khách sạn ở ngay vị trí này luôn. Nhưng mà khách sạn này thấy hơi bị tối tối, không có chữ massage đây nữa. Khách sạn Nhất Thiên Kim. Đây là hết đường Nguyễn Cư Trinh rồi. Bên đây có những cái hẻm đi vô cái chợ Sở Rác. Hôm nay chúng ta đi trọn vẹn cái con đường Nguyễn Cư Trinh này ha. Một số hình ảnh về đường Nguyễn Cư Trinh, rạp Hưng Đạo, một số thông tin về rạp Lê Ngọc nhưng mà không rõ cho lắm, mong cô chú anh chị chia sẻ thêm. Rồi một số hình ảnh ở đường Nguyễn Cư Trinh và cái khách sạn trên đường Nguyễn Cư Trinh để các anh chị các bạn khi có dịp về Sài Gòn thì chúng ta tham khảo ha. Thì xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Hưng Đạo giao với Đề Thám, phía bên kia là phố Tây Bùi Viện ha, và đi thẳng là công viên 23 tháng 9 và là cái ga xe lửa ngày xưa đó. Rồi sau lưng của chúng ta đây là cái nhà thờ Tinh Lành. Nhà thờ Tinh Lành về đêm. Hành trình hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng rảo bước một vòng đường Trần Hưng Đạo, đi về hướng đường Nguyễn Cư Trinh, để chúng ta cùng ngắm lại cái con đường ngày xưa đã từng có những cái kỷ niệm và cái dấu ấn trên con đường này. Thì thể theo yêu cầu của một số cô chú anh chị thì cái video này em cũng đã có thực hiện cách đây cũng khoảng 5 tháng rồi, cũng có nói về nội dung con đường Nguyễn Cư Trinh về đêm rồi, nhưng mà đi ở cái góc độ khác. Hôm nay chúng ta lại đi ở cái góc độ khác này ha, cái khung cảnh khác. Và bên kia chúng ta thấy đó là cái dãy chung cư 62 Trần Hưng Đạo. Một dãy chung cư có từ thời xưa luôn nè. Và nơi đây có cái xưởng cơ khí của ông Nguyễn Văn Dụng ngày xưa, kế bên rạp công nhân ô rạp Hưng Đạo. Nhưng mà ngày nay thì cái xưởng đó không còn nữa ha. Theo những hình tư liệu em tìm thấy trên mạng thì ngày xưa có cái xưởng ngay trước cửa nhà có chữ Nguyễn Văn Dụng. Nhưng mà ngày nay thì cái nhà đó đã không còn nữa, có thể là đã đổi kiến trúc rồi. Còn cái rạp Hưng Đạo thì không biết ngày xưa có phải là rạp Lê Ngọc hay không, nhưng mà em nghĩ là không phải đâu ha. Tại vì theo hình ảnh kiến trúc ngày xưa thì cái rạp Hưng Đạo không có giống rạp Lê Ngọc, thì chỉ có không có cao như là rạp Hưng Đạo. Có lẽ rạp Lê Ngọc là một cái dãy nhà khác,
nhưng mà bây giờ không biết nó là cái dãy nhà gì, có thể là cái quán cà phê kế bên hay sao. À, cho thấy cái chữ Samsung. À, ngày xưa thì theo em tìm hiểu thì có cái xưởng ông Nguyễn Văn Ngọc, ô Nguyễn Văn Dụng ở đây nè. À, và kế bên cái rạp thì có cái nhà của ông Nguyễn Văn Dụng. Thì bây giờ cái hẻm 120 cũng là lấy tên của ông luôn, hẻm Nguyễn Văn Dụng luôn ha. Thì để thể theo cầu của số anh chị thì hôm nay chúng ta đi con đường này để nhằm xem cái ở khu này có khách sạn gì ha, mà để có dịp mình đi về đây mình có thể tham khảo. Đây có quán nhậu mới mở nè. Sài Gòn thì quán nhậu rất là nhiều luôn. Đây cái trung tâm y tế này, bệnh viện quận 1 này mới mở thêm cái cơ sở 2 nè, mới xây lên lại. Thì kế bên vẫn còn cái chung cư thời xưa nè, vẫn còn luôn ha. Sẵn đi xem khách sạn đường Nguyễn Cư Trinh thì trước khi đến khách sạn thì chúng ta xem một số hình ảnh về ngày xưa ở ở đây ha. Phía trước bên kia là có chữ nhà bán đó, là cái nhà đó ngày xưa là của ông Nguyễn Văn Dụng nè. Là cái nhà này đây, chiếc xe buýt chạy ngang rồi. Ngày xưa có chữ Nguyễn Văn Dụng ở trên đó luôn. Và cái hẻm kế bên là hẻm 120. Buổi tối thì không có bán ha, buổi chiều thì bán rất là nhiều cái không có nhiều, bán bún thịt nướng. Bữa chị Lệ có nói nhưng mà em chưa có dịp lên ăn thử nữa. Để hôm nào em đến ăn rồi review rồi quay khung cảnh ở xóm gửi cho anh chị bạn xem nha. Nếu anh chị có xem cái video này cho em xin cái comment nha. Cái chung cư ngày xưa nè. Ngày xưa nữa thì ở đây có một cái cây xăng. Bây giờ cây xăng đó đã thành cái building cao ốc này rồi ha. Là trung tâm báo chí Hồ Chí Minh nè. Và bên kia cũng có một cây xăng nữa và có khách sạn Metropol. Nhưng mà ngày nay thành cái khách sạn 5 sao rồi, khách sạn 5 sao Bullman. Chúng ta nhìn vào cái chung cư ngày xưa nè. Ở dưới thì bán trà sữa, cà phê. Vẫn như ngày nào ha, cái hình ảnh này. Rồi chúng ta qua đường nha. Để xem một đoạn đường Nguyễn Cư Trinh khúc có rất là nhiều khách sạn. Để mình xem cái quang cảnh bên ngoài của khách sạn để các anh chị cùng nhìn ngó. Và sẵn đó thì mình cũng gửi các anh chị cô chú những cái hình ảnh về Sài Gòn xưa. Chúng ta có xưa thì mới có nay, nên thật ra phục vụ cho các anh chị bây giờ thì cũng sẵn đó mình nhớ về thời xưa một tí. Rạp Trần Hưng Đạo nè. Ngày nay xây rất là cao. Bên kia cái nhà đỏ đỏ là cái khách sạn 5 sao Bullman.
và có lẽ ngày xưa ở ở đâu ngay vị trí này là cái rạp Lê Ngọc thì phải. Cái bãi đất trống và sau này xây lên một cái nhà và bây giờ là quán cà phê Rivia. À, quán cà phê cũng rất là lớn, cà phê sân vườn. Về khách sạn chúng ta bắt đầu đi đến thông tin về khách sạn nha. Đầu tiên chúng ta thấy đó là khách sạn 5 sao Pullman, nằm ở vị trí cây xăng ngày xưa mũi tàu Trần Hưng Đạo vào Nguyễn Cư Trinh. Thì cái vị trí này có thể view ra quận 4, view ra Sài Gòn, Vitexco, tòa nhà 68 tầng. Nếu các anh chị bạn ở đây, về giá cả thì chắc có lẽ trong cái hệ thống của Booking Pagoda thì cũng đã có rồi ha. Các anh chị có thể vô đó tham khảo. Ở đây em chỉ cung cấp anh chị cô chú mình những cái hình ảnh quang cảnh về đêm ở khách sạn. Ở đây có cái massage mát mẻ, làm tóc, gội đầu. Dụ cho các anh chị mệt mỏi khi đi bộ như thế này. Rồi khách sạn kế tiếp chúng ta đi tới tí nữa thì cũng có mấy khách sạn nữa. Ở gần đây thì có cái đại sứ quán của Nhật. Đại sứ quán Nhật thì nằm bên tay trái mình đây. Và kế bên đó có một cái chung cư. Chung cư này cũng rất là lâu rồi nè. Một gà nước, bắp xào, bắp nướng, khoai lang nướng. Anh đã bán bắp xào, bắp nướng, khoai lang nướng. Và bên tay phải chúng ta cũng có một cái dãy nhà xưa. Nhưng mà những cái dãy nhà này em không có biết nhiều thông tin về những cái dãy nhà này cho lắm, nên thành ra cô chú anh chị cho em xin cái comment nha, để chúng ta cùng chia sẻ nhiều hơn về Sài Gòn xưa. Và thông qua đó thì các bạn trẻ bây giờ xem cũng hiểu được phần nào về hình ảnh của ngày xưa và ngày nay ha. Đó, bên đây cũng có khách sạn nữa nè. Khách sạn Xuân Đan thì khách sạn này thường thôi, không phải là mấy sao hết. Thì cái view của nó sẽ nhìn ra cái bùng binh Nguyễn Cư Trinh, và cái bên kia một cái dãy nhà ngày xưa thì đã giải tỏa rồi. Dãy nhà chỗ chữa SGC này nè, SCG này nè. Và nơi đây có một cái quán cà phê cũng rất là mát mẻ. Chúng ta nhìn ra đây là đường Cống Quỳnh nếu ở khách sạn Xuân Đan nhìn qua. Bây giờ chúng ta sẽ qua đường, tiếp tục ở trên đường Nguyễn Cư Trinh nha. Ở đây có cái vạch qua đường, chúng ta qua đường xíu. Mình nhìn qua bên kia cái vòng xoay bùng binh Nguyễn Cư Trinh. Thì đối với con đường Nguyễn Cư Trinh thì ngày xưa theo em tìm hiểu là một cái bến xe. Bây giờ thì nó cũng có một phần của bến xe là những cái nhà xe đi về Nha Trang đó. Giống như con đường ngày xưa thì nó cũng có nhiệm vụ sứ mệnh là truyền tải cái gì đó, thì ngày nay nó cũng còn động lại một chút sứ mệnh của ngày xưa ha. Giống như con đường Bê Trúc Ký ngày xưa cũng là cái bến xe đó, thì bây giờ là con đường Lê Hồng Phong cũng còn lại những cái nhà xe. Và bên kia là đường Cống Quỳnh.
một phần, một đoạn nhỏ của đường Tống Quỳnh, và có cái hẻm Nguyễn Minh. À, chỗ này nước quá. Ở đây cũng có một dãy nhà xưa nữa nè. Khách sạn thì ở đây còn vài khách sạn nữa thôi. Ngày xưa thì khu này rất là nhiều khách sạn, nhưng mà bây giờ giống như là người ta bán nhà bớt rồi, nên chỉ còn một vài khách sạn để gửi các anh chị. Ở đây cũng có một khách sạn nữa, khách sạn Phương Anh Anh. Một đêm là 350.000. Những khách sạn này cũng thường thôi. Rồi phía trước cửa khách sạn có cơm tấm Kubo, cũng rất là đông ha. Cơm tấm về đêm, cơm tấm đêm Sài Gòn đây. Và kế bên khách sạn Phương Anh Anh này có một cái thánh thất cao đài. Và kế bên đây có một cái hẻm 126, có hẻm có nhà người quen của chú Hùng nè, nhưng mà cái hẻm này hẻm cùng thì nếu đi vô mà không biết gặp ai người ta hỏi thì cũng kỳ quá. Hẻm này chỉ có vài căn nhà thôi, không có đông lắm. Hẻm cùng hình chữ T ha. Cuối hẻm mình quẹo trái vào quẹo phải. Ở đây có một cái nhà số 99 mà hôm bữa có cô chú yêu cầu em đi đến cái nhà này, thì hôm nay có dịp chúng ta nhìn lại cái nhà chúng ta khi màn đêm buông xuống thì như thế nào ha. Bên đây là nhà số để em xem, 3 chị em này, quán chè 3 chị em là 125. Rồi 99 là đằng kia rồi. Bây giờ tối quá mà nhìn không rõ cho lắm. Thì đến đây thì cũng hết khách sạn rồi. Còn một cái khách sạn ở cuối đường này nữa. Rồi mình đi đến đó, sẵn chúng ta đi xem luôn cái đường này luôn ha. Còn một khách sạn ở ngay mũi tàu Nguyễn Cư Trinh và Võ Tánh, nay là Nguyễn Trãi đó. Đối với con đường Nguyễn Cư Trinh ngày nay rất là rộng lớn rồi, không có chật hẹp và ngập lụt như ngày xưa nữa. Nhưng mà con đường này khi mà mưa lớn á, nước sẽ dồn lại khu vực này rất là nhiều nè. Ngay vị trí chúng ta đang đứng thì nó là cái dốc, nên nước đổ ngược xuống đây, đổ xuôi xuống đây rất là nhiều. Cái đường Võ Tánh này nó cao hơn cái đường Nguyễn Cư Trinh này, nên nước nó cũng dồn về đây luôn. Không hiểu ngày xưa tại sao mà ở đây lại có cái dốc như vậy ha. Thì bên phải mình có những cái hẻm đi vô khu Mã Lạng đó. Khu Mã Lạng thì sau rất là nhiều năm rồi mà vẫn chưa có
giải pháp để giải tỏa, hay là di dời, hay là tái tạo là khu đó vậy đó. Cứ người dân sống ở trong đó cũng rất là vất vả, nhà thì tạm bợ, xây thì không xây được, cũng rất là khó khăn ha. Ở đây ở đầu hẻm có một cái nhà vệ sinh công cộng, không biết cái ngày xưa là cái gì nữa. Khu đi vô khu Mã Lạng đó. Và chúng ta nhìn bên kia là cái chợ sở rác. Sở rác thông ra đến đường Võ Tánh luôn ha. Bộ nội vụ nhà hàng Hương Rừng đó. Và mình nhìn qua đây cái đường Phát Diệm năm xưa đi ra Võ Tánh nè. Cũng là cái đoạn Trần Đình Xu luôn. Có một đoạn thôi. Và ở đây có bánh mì Nguyên Sinh cũng rất là nổi tiếng. Theo phong cách Tây. Và con đường Nguyễn Trinh ở khúc đoạn này có bán vật liệu xây dựng rất là lâu rồi nè. Vào cái khách sạn ở ngay vị trí này luôn. Nhưng mà khách sạn này tôi thấy hơi bị tối, có chữ massage đây. Khách sạn Nhất Thiên Kim. Nhất Thiên Kim ở 283 Nguyễn Trãi. Khúc này là địa chỉ Nguyễn Trãi rồi. Rồi ra kia là hết đường Nguyễn Cư Trinh rồi. Bên đây có những cái hẻm đi vô cái chợ sở rác. Hôm nay chúng ta đi trọn vẹn cái con đường Nguyễn Cư Trinh này ha. Một số hình ảnh về đường Nguyễn Cư Trinh, rạp Hưng Đạo, một số thông tin về rạp Lê Ngọc nhưng mà không rõ cho lắm, mong cô chú anh chị chia sẻ thêm. Rồi một số hình ảnh ở đường Nguyễn Cư Trinh và cái khách sạn trên đường Nguyễn Cư Trinh để các anh chị các bạn khi có dịp về Sài Gòn thì chúng ta tham khảo ha. Cái không gian cũng như cái đường xá ở khách sạn mình như thế nào về đêm, có phức tạp, có an ninh hay không, rồi có đẹp hay không, cái view như thế nào. Bên kia là hẻm Đồng Tiến, đi vô khu Đồng Tiến nè. Bên đây là đường Nguyễn Trãi rồi, Võ Tánh rồi. Một số hình ảnh về Nguyễn Cư Trinh gửi các anh chị và bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV.